Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Này, rồi bây giờ mình đổi tay, mình bịt ngón bên kia. Rồi, bây giờ mình nghe xem là cái sức nghe của mình hai tay nó có khác nhau không? Có ai thấy hay sức nghe của hai tay khác nhau không? Có là như thế nào? Một bên cao hơn, một bên nó trầm. À, một bên cao, một bên trầm. Có bên nào nhỏ, bên nào to không? Bên trái nhỏ hơn. À, có một bên nhỏ hơn á. Bây giờ mình biết như thế rồi thì mình sẽ nhờ bạn mình hoặc bản thân mình sẽ tự làm cho mình để cho hai bên bằng nhau được không? Tôi đã bị cái tai nó ồ thì cách đây khoảng 11, 12 năm rồi. Nhưng nó bị nó nhỏ thôi, nó không có lớn. Chẳng hạn như đêm thì nó mới nghe tiếng gì thôi. Cách đây khoảng 4-5 tháng ấy, thì nó như một tiếng ve kêu rất là lớn. Nhưng mà nó không thường xuyên, lúc bị lúc không. Và tôi cũng đã đi chữa rồi, mà đã chụp MRI rồi. Thì Tây Y thì nó khẳng định rằng chụp MRI thì không vấn đề gì cả. Nhưng thuốc thì uống khoảng 4-5 tháng này uống liên tục luôn. Thì thực ra nó bác sĩ Tây Y là người ta cũng chịu. Bó tay. Người ta cũng bảo nó không xác định được nguyên nhân. Bây giờ thì cũng tới đây học để mà chữa thì thấy rằng là cái từ hôm qua thầy mà bóp thì thấy nó vẻ như là cái tai có vẻ như nó dễ chịu hẳn. Thì cũng biết là hôm nay học tiếp nữa cái môn để chữa như thế nào rồi. Lúc nãy ai kiểm tra động mạch cảnh cho em khác biệt? Em kiểm tra. Rồi em nói sao em? Lúc mà kiểm tra động mạch cảnh quản á thì em chưa quá sâu kỳ quá, thấy nó khó quá. Không thấy nó đập hoặc là đập rất là nhẹ và rất là khó thấy được động mạch cảnh quản. Nãy em có nói à? Ve ve trong tay à? Được. Đầu tiên chúng ta sẽ bơm máu lên đầu, khóa bóng, khóa cổ tay và bắt đầu khóa một bên tĩnh mạch ngón bên này và đẩy khe ngón bên kia. Mình vuốt bên mặt ngoài của cánh tay như vậy đi lên trên. Tay mình khóa đầu, mình khóa banh vào nách, rồi bắt đầu mình đẩy máu lên ở giữa cơ ngực và cơ delta. Từng đòn. Đúng rồi, bó cứ đòn trũng kỹ em nhé. Bó kỹ cho nó mềm ra. Bác nói là đồng. Chị gì đó? Thì sau khi vừa rồi mà bơm máu xong ấy, thì tôi thấy cái tai có vẻ nó nhẹ đi một chút xíu. Tức là cái tiếng ồn ấy, nó đỡ đi. Bóp, đúng rồi. Bóp như thế, bóp thế khoảng vài chục lần. Bóp tiếp lên. Rồi bóp đấy, cứ bóp cứ đòn trũng á. Rồi sau khi bóp, bây giờ bắt đầu lấy hai cái tay vò tai. Vò tai. Đúng rồi, vò như vừa rồi á, không, vò vào cái vành tai á. Lấy ngón cái miết vào cái vành tai. Đó, miết cái vành tai. Rồi miết hết cái vành tai ngoài rồi vành tai trong. Thậm chí miết cả vào trong cái chỗ, cái lỗ. Rồi, sau khi mà chúng ta vò miết xong, lúc này cầm cái tai, vành tai bẻ ra đằng trước. Bẻ ra, đúng rồi. Bẻ ra, đó, bẻ thọc cái ngón tay trỏ sâu vào trong cái lỗ tai. Thọc ngón tay trỏ sâu lỗ tai, bẻ ra, nong lên. Rồi ngón cái cũng thọc vào rồi bẻ. Mình cầm làm sao mình bẻ để cho cái máu nó điền đầy vào. Rồi, sau đó, rồi bây giờ mình xoa nhẹ nhẹ. Rồi mình thả ra, mình nghe có mọi người có thấy dễ chịu không? Rồi, bây giờ anh thấy sao rồi? Thế nó dịu hẳn, cái tiếng nó gần như là hết luôn rồi. Bây giờ mình mềm tự làm ha. Còn những người khác thì sao? Những người khác sau khi mình làm xong cho mình thấy sao? Tai nóng quá. Cái tai nóng lên, à, đó rõ ràng. Cái tai nóng lên. Còn cái chút đúng không? Mình bị mỏi mắt thì làm sao cô ấy? Đó, cứ làm y chang như thế, là hết mỏi mắt. Rồi, cứ làm bơm máu lên đi ra rồi. Chưa không được tin cái tai giờ cái tiếng ồ, cái tiếng ve kêu nó gần như là hết hẳn luôn này. Gần như hết hẳn luôn. Gần như hết hẳn luôn này. 80% đúng 90% đúng không? Cũng cỡ đó luôn. 90% rồi đó. Nói, mới điều trị 100% thì không xác định được nhưng nó gần như hết hẳn luôn. Là 90%. Lòng với nhà. Cứ thật là bịt một tai không, cứ ngón tay
nó hết u rồi. Hết u rồi luôn hả? Hết luôn. Trước trước nghĩa là nó cứ ve 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 ve. Còn bây giờ là hết. Dạ. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.